Và bác sĩ Anh Tuấn rất vui gặp lại các quý vị khán giả thân yêu, các mẹ thân thiết của chương trình Một Vui Bé Khỏe Thông Minh. Thưa quý vị, với chủ đề của tuần này, đoán bệnh của bé qua đặc điểm phân tiêu, thì chúng tôi đã nhận được rất là nhiều những phản hồi từ các bậc phụ huynh. Và trong đó có một vị khán giả rất đặc biệt, đó chính là diễn viên Minh Hà và bé Rio 22 tháng tuổi. Minh Hà hiện nay thì cũng đang rất là bối rối về việc là phân tiêu của bé Rio, thì hy vọng là bác sĩ Anh Tuấn sẽ đến tận nhà để có thể hướng dẫn thêm cho Minh Hà. Dạ vâng, vì muốn xem cái màu phân mình Dạ. mới biết chính xác được, cho nên chúng ta cùng đi nha. Dạ vâng. Là đúng đúng á em. Vâng, đây là bé Rio phải không ạ? Đúng rồi. Vâng, chúng cháu đến từ chương trình Bụng Vui Bé Khỏe Thông Minh. Đây là bác sĩ Anh Tuấn của chương trình ạ. Mời các em vô. Dạ vâng. Hà ơi, bé Rio nhà mình thai 2 tháng rồi đúng không? Dạ đúng à, rồi chị. Chị có nghe thấy Hà than thở là bé mới bị một đợt đi tiêu chảy 2 tuần cơ à? Đợt rồi thì bé bị tiêu chảy cũng hơi lâu á, đó là kéo dài 2 tuần, xong đến bây giờ á thì cũng tạm ổn, nhưng mà phân của bé vẫn không có được tốt, vẫn còn hơi lỏng và hơi có bọt. Trung bình một ngày bé đi khoảng bao nhiêu lần thôi? Đến bây giờ thì một ngày đi vẫn còn khoảng 3-4 lần. Dạ. 22 tháng mà cân nặng 11,5 kg thì cũng ổn. Ở tuổi này mà một ngày đi cầu vẫn còn 4 lần và phân cũng lỏng lỏng thì cái đó cũng không có bình thường. Có nghĩa là sau một đợt tiêu chảy dài quá, cái ruột giống như là nó bị yếu, nó bị thiếu men, và có thể nó đang bị rối loạn, nó mệt á, thành ra nó vẫn còn đi tiêu chưa có tốt lắm. Vẫn chưa có dám cho bé ăn nhiều, là cho bé uống sữa là chính, thì không biết như vậy có sao không bác sĩ? Sữa cũng là thức ăn dễ tiêu và cũng có rất là nhiều chất bổ. Tuy nhiên trên một cái nền, một cái ruột mà đang mới đi tiêu nhiều đó, thì trong ruột nó dễ thiếu một cái men. Cái men này tiêu hóa chất đường. Thành ra khi bé mà uống sữa mà ngọt, nhiều đường đó thì có thể làm cho đi cầu, giống như là bé Rio nhà mình. Trong mấy cái ngày mà bị tiêu chảy thì phân nó màu hơi xanh xanh, có hơi bọt một chút. Nói chung là màu nó cũng thay đổi lắm bác sĩ. Dạ, rất thường. Không biết đường nào mà. Đầu tiên á, để cho bé nó bớt đi tiêu lỏng cái đã. Một ngày thì nên cho bé ăn 2 củ bột thôi. Nhưng mà Minh Hà nên nấu cho thiệt chín, thiệt nhuyễn để cho bé nó dễ hấp thu. Thứ hai nữa đó, sữa đó, Minh Hà có lẽ nên chọn những cái sữa nào mà ít chất đường. Bởi vì vừa nãy tôi nói đó, trong đường ruột bé có cái men, cái tiêu hóa chất đường. Nhưng do 2 tuần lễ đi cầu cho nên cái men này nó giống như nó bị trôi bớt đi. Thành ra cứ mỗi lần uống sữa vào nó sẽ dễ bị sôi ruột và đi phân nó hơi lỏng lỏng chút xíu. Mình làm sao mình biết được là sữa ít chất đường vậy bác sĩ? Đúng rồi đó, trên hộp sữa họ có ghi rõ là sữa này ít đường lactose hoặc là không có đường lactose. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua một chuyên mục mới để có thể giúp cho mẹ Minh Hà trở thành chuyên gia trong việc là đoán ra những cái loại bệnh của con thông qua cái đường phân tiêu. Xin mời Minh Hà cùng quý vị khán giả chúng ta chuyển qua chuyên mục Khi Bố Mẹ Là Chuyên Gia. Câu hỏi hồi nãy của chị Minh Hà đó, về cái màu sắc phân của bé Rio, lúc thì màu xanh, lúc thì màu vàng, thì thực ra cũng như chị Thế Hạnh thấy rồi đó, con của chúng ta thì cái đi phân màu có thể rất là thay đổi, phải không ạ? Có lúc thì đen mà cứng, có lúc vàng thì không nói rồi, có lúc thì nó hơi nâu nâu, có lúc màu xanh. Thì con có bọt bọt nữa, có lúc thì rắn, lúc thì mềm. Đúng rồi. Trong các màu phân của bé, mặc dù nó đa dạng như vậy đó, thì có 3 màu là nguy hiểm và chúng ta cần phải để ý kỹ. Thứ nhất là màu phân trắng. Ở miền Nam có thể là người ta gọi là phân bạc màu hay là phân như cứt cò, xin lỗi. Đó là cái từ mà dân gian hay dùng. Phân nó trắng giống như là cái màu như vậy. Thì điều đó gợi ý một điều, đó là cái mật không xuống được. Có một số tình trạng cái gan không tạo ra mật, hoặc là tạo ra được nhưng mà nó không đi xuống do tắc nghẽn ở đâu đó. Thì phân nó sẽ màu trắng như vậy. Cái đó rất là nguy hiểm. Cái thứ hai là phân màu đen, sệt và rất hôi. Giống như là cái bã cà phê. Cà phê phin chúng ta pha ra, đổ ra như thế nào thì cái phân của nó giống giống như vậy, nhưng mà nó mùi rất là hôi, rất là khẩm. Thì cái đó chứng tỏ rằng bé nó có bị xuất huyết tiêu hóa, tức là nó chảy máu ở trong cái đường ruột. Chảy đâu thuốc ở trên đó, xong rồi đi ra nó chỉ còn có màu đen là thôi. Cái dạng thứ ba nguy hiểm là phân màu đỏ, tức là máu rất là rõ. Bé đi tiêu ra mình thấy có nước đỏ như là máu tươi rồi này nọ vân vân. Con mình có 1 trong 3 cái màu phân đó thì phải cho bé đi khám bác sĩ ngay. Còn ngoài ra những cái màu khác thì đương nhiên chúng ta cũng nên theo dõi. Nói ví dụ phân có màu xanh chẳng hạn, màu xanh sẫm ha, có thể là do bé nó được ăn quá nhiều rau, ăn số lượng nhiều, nó tiêu hóa không hết thì có thể nó đi ra phân hơi lỏng lỏng chút xíu, hơi bọt bọt.
và phân có màu xanh. Những bé mà dù bố mẹ thấy bé không được hồng hào, bố mẹ sợ bé thiếu máu hay cho uống một số cái thuốc mà có chất sắt đó, thì phân bé là có màu đen. À, nhưng mà nó khác chứ, hồi nãy tôi nói màu đen nguy hiểm là màu đen nó sệt giống như bã cà phê. Còn bây giờ bé đi phân đen là phân vẫn mềm mại bình thường, đóng thành khuôn. Nhưng có hơi đen đen thì thôi cũng không sao. Có một dạng nữa là phân lỏng, hơi bọt bọt, giống như trường hợp của bé Rio vậy. Một ngày đi có thể nhiều lần nhưng mà phân vẫn màu vàng. Đó là do cái hệ tiêu hóa của bé nó hơi bị, nó lại chút xíu thôi. À, bé của em thì từ nhỏ đến lớn cái phân của bé thì nó thay đổi rất là nhiều. Chẳng hạn như là lúc mà mới sinh ra thì mấy ngày đầu bé đi phân su thì là phân đen, và sau đó thì chuyển qua phân vàng mà có hột phân màu nhiều màu khác nhau, tức là khi màu xanh, khi màu nâu, khi màu đen. Thì bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về cái vấn đề này không ạ? À đúng rồi, lứa tuổi lớn lên á, tùy từng giai đoạn nó sẽ có những cái màu phân khác nhau. Những cái nãy giờ chị Minh Hà kể đều là bình thường đối với một sự phát triển bình thường của đứa bé. Ví dụ như trong 48 ngày đầu sau khi sinh á, những cái phân đầu tiên đi là phân su, nó rất là sệt, quánh và cái màu nó nâu đen, màu đen hơi xanh xanh ánh nhẹ thôi, thì đó là phân su. Và sau đó đó là do bé bú mẹ, thì phân của một kẻ bú mẹ đó một ngày đi có thể là 5-6 lần, phân nó hơi lỏng lỏng, tước tước, hoa cà hoa cải cũng không sao, bé vẫn phát triển tốt, vẫn lên cân, bú giỏi. Rồi khi bé lớn lên á, bắt đầu bú sữa công thức thì phân nó không còn mềm mại và lỏng như bú sữa mẹ nữa, thì đó phân nó sẽ đóng khuôn lại và có thể nó có nhiều màu khác nhau. Em cảm ơn bác sĩ Tuấn và chị Thúy Hạnh rất là nhiều vì những cái kiến thức mà bác và chị đem lại rất là bổ ích. Qua cái buổi trò chuyện hôm nay có lẽ là em sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn để chăm sóc bé tốt hơn. Cảm ơn Minh Hà và chúc bé Rio sẽ mau ăn xong lớn và luôn khỏe mạnh. Vậy chúng ta đã tạm biệt gia đình của diễn viên Minh Hà với bé Rio rất là đáng yêu và không anh Tuấn. Còn bây giờ đã đến chuyên mục Bác sĩ ơi rồi. Và bây giờ sẽ là câu hỏi của chị Hiền Thanh gửi đến tổng đài của chương trình. Thưa bác sĩ, bé đi phân như thế nào thì gọi là tiêu chảy ạ? Một bé được gọi tiêu chảy nếu trong 24 giờ đồng hồ bé đi tiêu phân lỏng toàn nước hoặc là lỏng hơn là thường ngày từ 3 lần trở lên. Tuy nhiên định nghĩa này cũng không áp dụng cho những trẻ dưới 3 tháng tuổi mà bú sữa mẹ. Bởi vì những trẻ nhỏ bú mẹ thì phân có thể hơi lỏng lỏng, hoa cà, hoa cải, một ngày có thể 5 lần cho tới 8 lần nhưng vẫn như là bình thường. Bác sĩ Anh Tuấn ạ, bây giờ sẽ là một niềm vui rất là bất ngờ vì thầy lại nhận được một lá thư từ khán giả của miền Trung. Đây là một vị khán giả có tên là Bùi Trương Duyên. Con của em trước kia sinh ra phải qua ngày hôm sau mới đi tiêu phân su, như vậy có bình thường hay không ạ? Thì là một em bé mới sinh ra thì đi phân su, thì nếu trong vòng 48 giờ sau khi sinh mà đã thấy phân su thì điều đó là bình thường. Còn phải chừng nào sau 48 giờ thì đó được gọi là chậm tiêu phân su, và đó có thể là dấu hiệu của một số các trạng bệnh lý, đặc biệt là các bệnh lý về bẩm sinh của cái đường ruột. Như vậy trường hợp con của anh qua ngày hôm sau đi tiêu là hoàn toàn bình thường. Thưa quý vị, còn bây giờ chúng